Toàn vào. Đấy, rồi. Có biết tắt khóa không? À, biết tắt khóa không? Tưởng ngu không biết tắt khóa. Đây chứ anh. Đây có phải order order chứ. Order, biết order cái gì? Ngu. Vào đi. Vào. 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 Chào anh em nhá. Đây là thằng em hút thuốc này. Thì clip này mình sẽ dẫn hai thằng nhà quê này đi ăn pizza. Pizza. Mì chứ? Mì cay. Đấy thì anh em vào trong xem nhá. Anh chú ý đón xem. Đi xếp vào. Để hai thằng nhà quê. Hai cháu Vĩnh Yên đéo tí ý thức nào. Tìm của ông. Đi ăn đéo một khẩu anh em ạ. Hai thằng nhà quê. Hello. Có dép ở ngoài anh? Đúng rồi. Có dép mà. Vâng. Với anh nhà quê. Lạ thế nhỉ? Biết được quán đâu. Đây là quán đâu. À. Ngồi đây. Ngồi đâu anh? Ngồi đấy ạ. À? Thế có biết ngồi không? Quay này. Đấy. Mát nè à? Không như ngoài em toàn mùi bờ mùi bụi. Mát nè à? Không như ngoài em toàn mùi bờ mùi bụi. Ngồi cho nó mát thôi. Mát thật. Lên mua quần áo nhìn đến lại ra người hắn đi. Ôi, thằng quê đi. Ngoan. Ừ, hôm anh cho đi ăn nhé. Đấy. Hôm nay có món gì anh? Cái đầu quầy ở đây có cơm không anh? Ở đây có cơm rau muống. Cơm rau muống không anh? Thì ngồi ăn cơm. Vâng. Hai nhà quê lần đầu lên chụp ảnh nhau rồi. Trông bật phết nhỉ. Hay nhà quê nhỉ? Ờ. Đâu có gì anh đẹp đấy nhỉ? Đấy, ngồi để đít mẹ. Ngồi ăn hoa hoa nhá. Đấy. Hả? Hay ngồi để. Cái quyển này là quyển gì anh? Quyển này quyển gì anh? Mở. Cậu kia thôi. À, cho em một suất rau muống ạ. Suất cơm rau muống với cả. Cho em một mì hải sản nhá. Hai. Một mì hải sản giống này. Em một mì hải sản cấp 3. Em mì hải sản cấp 10. Em cấp 8 đây. À, cấp 8. Được. Mẹ thì trên mì lò, kim chi cấp 2, thêm bỏ. Cho em thêm mực vào nhá. Hôm qua đúng một cái không bỏ. Đấy các bạn, gọi đồ cho hai thằng em rồi. Ăn như ở trường ăn bao giờ. Có món ăn cơm quê không? Có anh, ngon quá. Mẹ ăn miếng anh cho bạn. Slow motion. Vâng. Tuyệt vời không? Thầy quá anh ạ, đi. Em nhớ như là con ăn quê phải không? Ngon đi anh. Quê phải béo tôm mà ăn được không? Vâng. Quê phải có xúc xích không? Có thì béo được. Kiểu nướng mắm. Ôi địt mẹ, địt mẹ tu. Sơn nào ấy bị trên giờ đến biển này. Thóc chắc kìa. Cảm ơn cái gì. Xong rồi anh em ạ. Còn ai là nhà quê rồi đọc chưa? Không biết. Ăn nông hình trải sự đời. Anh hủy anh cái menu lên mà. Đi cái menu ấy. Đây ạ. Mới thích ăn gì? Thôi anh em nói. Không biết ăn gì ra cô? Đánh nhá. Ăn gì? Hình ảnh thế. Anh em không ăn, em ăn lúc bao nhiêu? Thôi à? Đâu ạ? Bọn này ăn nhanh em ăn mãi cả hết. Làm phát thì... À làm phát. Pizza nhá. Ở quê chúng mày chưa ăn pizza bao giờ nhỉ? Vâng. Em chưa được ăn pizza bao giờ. Thế mày ăn cái gì? Cái mẹ cái con là hùng la bò thằng nào ấy? Là con nào ấy? Cho ra sao? Nhi. Quên rồi, Nhi đấy. Không. Dạ. Nhi muốn á. Ôi. Chào các bạn. Chào bạn, em đi ăn vui rồi. Ôi, chào anh em nhé, hẹn em phía sau. Không, con đương chức là